Florida đi trộm trứng cá sấu bị chim điên cắn mũi. Nổi danh là kẻ săn mồi máu lạnh, cá sấu đôi khi vẫn kết bạn với một số loài động vật nhỏ bé khác. Một trong những loài động vật có thể cộng sinh với cá sấu là chim đít cốp. Đít cốp là một loài chim vô cùng liều lĩnh. Loài này thường kết đôi và xây tổ ở dưới đất, bên bờ sông và đặc biệt gần tổ của cá sấu. Những con cá sấu hung bạo sẵn sàng sơ tái bất kỳ thứ gì trong tầm mắt. Bên cạnh đó, loài bọt sắc có tính lãnh thổ cao. Bất kỳ ai xuất hiện gần tổ của nó đều bị coi là kẻ thù. Việc chim đít cốp đặt tổ gần tổ cá sấu là một canh bạc lớn. Hoặc con cá sấu sẽ sơ tái cả chim bố mẹ lẫn đàn con. Hoặc tổ của chúng sẽ được bảo vệ bởi loài động vật dữ tợn nhất vùng đầm lầy. Tuy nhiên, sự an toàn cũng chỉ tương đối vì đôi lúc vẫn có những kẻ dám xâm phạm lãnh thổ của cá sấu để kiếm ăn. Con kỳ đà này phát hiện cá sấu mẹ xuống nước tránh nóng, liền tìm kế trộm trứng. Bản năng tự nhiên giúp kẻ săn mồi cơ hội nhanh chóng tiếp cận tổ của con cá sấu, nhanh chóng đào tìm một quả trứng chưa nở rồi bỏ chạy thật nhanh trước khi cá sấu mẹ quay trở lại. Tuy nhiên, hành động trộm cắp của con kỳ đà diễn ra không được suôn sẻ khi mà hai con chim đít cốp ở gần đó phát hiện và tiến tới ngăn cản. Nếu so về kích thước thì con kỳ đà lớn hơn chim đít cốp rất nhiều. Chỉ một nhát cắn thôi cũng đủ để khiến cho con chim đít cốp mất mạng. Việc thách thức con kỳ đà là một hành động quá liều lĩnh đối với chim đít cốp. Thế nhưng, nhờ lòng gan dạ, hai con chim đã đánh đuổi được con kỳ đà hung dữ. Tức tối vì không cướp được trứng cá sấu, con kỳ đà mon men sang tổ của chim đít cốp để trả thù. Hai con chim lớn tiếp tục ra sức đánh đuổi con kỳ đà, nhưng lần này, cánh cắp không hề nao núng. Biết mình rơi vào thế bất lợi, con chim la lớn, báo hiệu cho con cá sấu mẹ. Cá sấu mẹ nghe thấy tiếng kêu cứu, nhanh chóng quay trở lại tổ. Con kỳ đà trông thấy bá chủ đầm lầy, liền nhanh chóng, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Sáo đen bị mổ tơi tả vì cướp tổ gõ kiến. Chim gõ kiến bụng đỏ là một trong những kiến trúc sư lành nghề trong giới tự nhiên. Đến mùa sinh sản thì những con gõ kiến đực sẽ được xây một hốc lớn trong thân để mà làm tổ, mời con cái đến ghép đôi. Tuy nhiên thì khi mà con gõ kiến mải mê xây tổ, không hề biết rằng một con sáo đen đang đậu gần đó, tìm cơ hội để mà cướp tổ. Con sáo tìm cách chui vào tổ nhưng ngay lập tức bị con gõ kiến đực đánh đuổi, đành phải tiếp tục chờ đợi. Nhân lúc con đực vừa rời đi, con sáo thừa thời cơ chiếm luôn hốc cây. Đến khi con đực trở về thì con sáo đã yên vị bên trong chiếc tổ mới xây của mình. Con gõ kiến tức tối, chui vào gốc cây, chật chội để mà dạy cho kẻ ăn cướp một bài học. Có vẻ chiếc tổ bé không phải là nơi để mà đấu đá thuận lợi đối với con chim lớn, nên con gõ kiến nhanh chóng chui ra ngoài. Tuy nhiên, con chim vẫn không bỏ cuộc, lôi con sáo ra mổ liên tục vào đầu. Cuối cùng, con sáo cũng chịu thua gõ kiến hung hăng, buộc phải chặt tổ cho người thợ xây. Con gõ kiến tuy bảo vệ tổ thành công, nhưng lại là kẻ thiệt hại nhiều hơn. Con cái sẽ không quay lại khiến chiếc tổ trở nên vô dụng. Sau đó con đực cũng chán nản, bỏ lại hốc cây và đi xây tổ khác. Sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy yêu kiều, nhưng chim khổng tước không phải là loài chim yếu đuối. Chúng thích săn đuổi và ăn thịt các loài động vật nhỏ, nhếch nhái, gặm nhấm, bên cạnh ăn quả cây. Một số loài khổng tước còn có khả năng ăn thịt rắn độc. Bên cạnh đó, chúng là một loài có tính lãnh thổ cao và không mấy thân thiện khi gần các loài động vật khác. Thường chúng sẽ lao vào tấn công trước để giành thế chủ động. Chim khổng tước quyết chiến gà tây xấu xí, ai sẽ giành chiến thắng? Khổng tước hay còn gọi là chim công là một loài chim lớn thuộc họ Trĩ. Chim khổng tước sinh sống ở rừng nhiệt đới Đông Nam Á và phía Nam Trung Quốc. Chúng được coi là một trong những loài chim đẹp nhất hành tinh với bộ lông xanh lục óng ả rực rỡ. Đặc biệt còn được sở hữu chiếc đuôi đồ sộ, mỗi chiếc lông có màu lục ánh đồng với họa tiết hình con mắt vô cùng độc đáo. Còn gà tây thì lại hoàn toàn ngược lại. Gà tây là một loại gia cầm có nguồn gốc từ châu Mỹ và được du nhập khắp nơi trên thế giới do dễ nuôi. Chúng là thành viên nặng nhất trong bộ gà, ít nhiều có liên quan đến họ chim Trĩ. Dù sở hữu ngoại hình to lớn, dữ tợn, gà tây không hay gây gổ và thường bỏ chạy khi đối mặt với nguy hiểm. Bước vào cuộc chiến, hai con chim không vội vã ra đòn và từ tốn đi xung quanh để dò xét mục tiêu. Vóc dáng to lớn của con gà ít nhiều cũng đang gây áp lực lên con chim khổng tước. Ngay sau khi phát hiện con gà lớn thay đổi tư thế, con chim khổng tước lập tức giật đòn, giành thế chủ động. Tuy nhiên, cuộc giao tranh càng kéo dài thì lợi thế càng thuộc về con gà tây. Con gà khi không chút đè ngạnh nào, lao vật tấn công đối phương, trong khi con chim khổng tước chỉ có thể chống đỡ yếu ớt, rồi tìm đường bỏ chạy. Biết không thể thắng được, con chim khổng tước tung cánh bay lên để chạy thoát, nhưng bị con gà tây chặn lại,
kéo ngã xuống mặt đất. Cửa thắng xông lên, gà tây tiếp tục truy đuổi chim khổng tước. Cuộc chiến chỉ kết thúc khi con chim khổng tước nhảy bật lên hàng rào, cắt đuôi được con gà hung hăng. Rùa kiên cố sống sót qua đợt tấn công liên hồi của con sư tử. Cuộc chiến tiếp theo này có thể nói là cuộc đấu trí giữa con mồi chậm chạp và kẻ săn mồi kiêu hãnh. Không biết từ đâu, con rùa này bỗng dưng đi lạc vào địa phận của bầy sư tử đói. Sự hiện diện của kẻ lạ nhanh chóng bị những kẻ săn mồi phát hiện. Những con sư tử tiếp cận vế định ăn thịt con rùa. Cảm thấy nguy hiểm, con rùa nhanh chóng thu mình vào trong mai. Con sư tử bối rối ra sức tấn công, liên tục cao, cắn mai rùa, nhưng mà không thể phá vỡ lớp phòng thủ vững chắc của con mồi. Một lúc sau thì một con sư tử khác vào nhập cuộc, nhưng mà cũng nhanh chóng bỏ đi. Con sư tử tiếp tục nỗ lực tấn công con rùa, thử đứng trên mai rùa, kiểm tra xem sức nặng của nó có đủ để mà phá vỡ mai hay không. Sau đó, nó kẹp mai rùa giữa hai chân và liên tục cắn. Sau một thời gian dài cố gắng nhưng mà không thành công, con sư tử quyết định bỏ cuộc, tha mạng cho con rùa. Châu rừng một mình đối đầu hai con sư tử, chiến thắng vinh quang. Châu và sư tử có lẽ không còn là gì nhau nữa. Con châu rừng lạc đàn này vô tình đi vào địa phận của một cặp sư tử hung dữ. Tuy rằng hai con sư tử đã no bụng, đang nghỉ ngơi, nhưng mà khi chúng thấy con trâu tự đến nạp mạng thì chúng vẫn muốn giữ lại miếng mồi ngon trong bữa tối. Con trâu ban đầu chấp nhận số phận, đứng yên trong những kẻ săn mồi kết liễu. Tuy nhiên, con sư tử cái thì lại thực sự không có hứng để mà đoạt mạng con mồi, mà chỉ nằm yên, gặm nhấm chân sau con trâu. Đau đớn vì bị kẻ săn mồi đùa giỡn, con trâu tức giận quay lại tấn công con sư tử cái. Nữ chúa Sơn Lâm bất ngờ vì sự phản kháng của con mồi, lùi lại giữ khoảng cách an toàn. Con trâu thừa thắng xông lên, hướng cặp sừng về phía kẻ địch để đánh đuổi. Khi con trâu ngày càng hung bạo, thì con sư tử lại càng sợ hãi, chỉ biết tìm đường lui chứ không thể tấn công lại con mồi. Con sư tử được trông thấy cảnh tượng bất bình, nhưng chỉ đứng yên một chỗ, không lao vào can thiệp, để mà con cái bị con trâu dọa đuổi. Sau một hồi đôi co mệt nhọc, con sư tử quyết định bỏ cuộc, để yên cho con trâu. Con trâu nhờ sự dũng cảm đã bảo vệ được tính mạng của mình. Hà mã mẹ lấy thân mình che chắn cho con non, lãnh đòn chí mạng. Hà mã luôn được biết đến là một trong những loài ăn cỏ hung dữ nhất hành tinh. Loài động vật này còn sở hữu tính lãnh thổ cao, không ngần ngại tấn công bất kỳ kẻ nào bén mảng đến khu vực của mình. Bất kể đó là sư tử, cá sấu, tê giác hay thậm chí là đồng loại. Một con hà mã còn ngây thơ đã tiến quá gần đến khu vực của một con hà mã đực khó tính, tự đẩy vào tình thế nguy hiểm. Hà mã đực điên cuồng lao vào tấn công hà mã con, nhưng may mắn thay, hà mã mẹ đã phát hiện kịp thời và lao đến bảo vệ con. Nó dùng cả thân mình để che chắn và tìm cách đẩy lùi con hà mã đực. Nhưng đáng tiếc, đối thủ của nó lại vượt trội cả về thể hình lẫn sức khỏe. Lớp da của hà mã có thể bảo vệ chúng khỏi nanh vuốt của sư tử, nhưng khó lòng chống đỡ những chiếc răng to lớn của đồng loại. Hà mã đực há miệng cắn thẳng vào bụng con hà mã mẹ. Con hà mã lãnh trọn cú đòn đau, ngã quỵ xuống dòng nước. May mắn thay, con hà mã đực sau đó đã bỏ đi, tha mạng cho hai mẹ con hà mã. Dẫu vậy, vết thương nặng sau cuộc chiến với con hà mã hung hăng khiến hà mã mẹ không thể đứng dậy và đã qua đời vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, nó cũng đã làm được một điều vô cùng ý nghĩa là bảo vệ được an toàn của con non. Các bạn thân mến, sau khi đã xem hết video của ngày hôm nay rồi, các bạn cảm thấy ấn tượng nhất với trận chiến nào? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần comment cho chúng mình cùng biết với các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.